Rồi cái gì đây? Cảnh cáo cùng ngành, thành tính vô giá, làm giả đê hèn. Trời ơi, mới mở lên chửi xối xả luôn rồi. Rồi chào anh em, đây là Corner Shop. Mình vừa lấy một cái bộ nồi của một anh thợ cũng khá nổi tiếng trong giới làm nồi về đây để review cho anh em coi ha. Thì cấu hình của mình là đi trái 54 trên lớn ha, thì mình sẽ nói yêu cầu của anh làm theo ý của mình. Đây là cái hộp bên ngoài. Rồi cái gì đây? Cảnh cáo cùng ngành, thành tính vô giá, làm giả đê hèn. Trời ơi, mới mở lên chửi xối xả luôn rồi. Hên mình mua trúng đồ xịn nha. À, đây là cái tiền mua hàng dư anh gửi lại cho mình. Mấy này thì anh em rành hả, mấy anh em không có gì mới hết. Thôi tinh chống giả nè, phản quang chống giả, nó nóng ánh bảy màu nè, anh em thấy không? Mấy bao bì này không có gì khó, muốn giả thì không có gì khó. Hologram thôi, nó ghép hologram lên thôi. Thấy chữ BG nữa không? Xanh bảy màu quá, thấy BG. Rồi đây. Thì cái này là mình nhờ anh Tý Châu Đốc, là một trong những người làm nồi cũng khá nổi tiếng ha, nồi độ cho anh em cũng khá nổi tiếng. Anh em theo dõi cái diễn đàn Honda 67 á, là người đầu tiên mà là vụ bạc đạn mà chống giọng và cắt tốt này nọ, là anh Tý là người đầu tiên nha mấy anh. Nói chung là họ làm có một số cái kỹ thuật gì trong này là mình không có rành lắm ha. Mình chỉ biết là có cái một cái bạc đạn chống giọng. Thì vì nếu mà cái máy mình nó không chuẩn á, cái dên và cái lốc mình nó không chuẩn á, thì lúc mà quay á, đi tua á, thì nó sẽ bị giống như nó bị lắc. À, nó không đồng tâm, nó bị lắc. Thì cái bạc đạn nó chủ yếu là để giữ lại như vậy. Thì cái dên mình càng chuẩn, cái lốc mình càng chuẩn, thì cái chuyện mà cắt hay là giọng thì nó sẽ ít xảy ra. Và như vậy thì bởi vì mình chạy lâu lâu năm thì mình phải đi đóng lốc lại như vậy á, là lúc mà ráp vào cái dên là nó bị rơ đó, thì nó một phần nó cũng giọng cái đó. Rồi cái nồi cũng vậy luôn. Thì cái nồi này là cũng bình thường thôi, BG bình thường thôi, mà anh làm một số cái kỹ thuật gì trong đó mình không biết, mà mình cũng quan tâm, quan trọng là chất lượng rồi ha. Thì thường là đi bố 78 ha, rồi nhưng mà mình sẽ đi bố FCCI của 67 78. Nó có hai loại, một loại là bố xéo màu xanh và một loại bố xéo màu đỏ racing. Thì cái này là mình đi bố racing, là một cặp nó là khoảng 180 200 ngàn á, còn bố kia thì nhiều khoảng hơn nửa tiền. Thì anh Tý tư vấn là nếu mà em đi thì em nên gắn luôn cái bố đó luôn cho nó ngon, đi bố racing á. Trên này thì mình thấy cũng không có gì, anh nói cũng bình thường, mà ở trong là quan trọng trong ruột nữa, họ làm cái gì đó trong đó, đó là ăn tiền ở chỗ đó ha. Thì mình cũng nhắc lại là anh Tý là người đầu tiên mà làm được cái vụ bạc đạn để chống giọng nồi ha, và cắt cơ tốt. Nếu mà anh em là xưa mà tham gia Honda 67 thì sẽ biết cái vụ án đó ha. Rồi xong. Cái này thì tổng thiệt hại là nếu mà chưa có bố thì là 750, bố thì mình tự mua hoặc là để anh mua, thì đâu có trồng trèm ship luôn là khoảng chừng 1 triệu ha. Đó thì mình sẽ để số điện thoại liên lạc cho anh em, nếu mà cần thì liên hệ với ảnh, còn mình không bàn chuyện mắc lẻ, vấn đề là họ có thương hiệu và họ làm uy tín và sửa vào. Rồi đây là cái cặp lốc hôm qua mình lấy của anh Thiên Quang và mình quăng cho trọng lý khỏi cát, bữa nay là nhìn không ra luôn, làm rất rẻ.
Đây nè anh em, thấy không, đẹp ghê không, trắng bóc như ngọc trinh luôn ha. Cũng làm biến tháo mất công ráp rồi mọi. Thì cái này cái phôi nó càng mới á thì mình thổi thì nó càng sáng, nhưng mà mấy cái lốc máy mình nó cũ quá rồi, cả chục năm, hai ba chục năm, như số 7 đồ 81 đồ á, thì thổi nó sẽ trì trì chứ nó không được trắng sáng như vậy nha, thì nó bị oxy hóa, nó nặng quá rồi, nó bị lão hóa rồi. Nên lốc càng càng mới á thì mình thổi nó sẽ càng đẹp. Bóc rồi này đó, thì này khoảng bỏ thêm trăm mấy 200 ngàn nữa thì nó ok hơn. Mua là 850 thì bỏ thêm tiền xíu nữa thì nhìn xe nó liền lạc hơn ha. Rồi thì ai cần mà thổi mấy thổi cát này nọ, xi nhập xi mạ thì liên hệ anh trọng lý, số điện thoại cũng để trên đây cho anh em coi luôn và dưới phần mô tả ha. Chứ là giới thiệu những chỗ mà làm nghĩa là tốt và giá cả nó hợp lý cho anh em chia xe vậy thôi, chứ còn mình không có dính dáng với tiền bạc hết nha. Thì anh em liên hệ và tiếp xúc với nhau và làm việc với nhau ha. Và để nhận được nhiều video hơn, mời anh em đăng ký kênh và chọn tất cả. Mọi thắc mắc và giao dịch, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0907 990 113. Đây là Stramler Shop. Xin chào và hẹn gặp lại.